Sa Nạch. Dạ. Hãy cho ngựa quay về hướng đông, để ta dâng thăm đủ bông cửa thành trong buổi chiều du ngoan. Thưa thái tử, màn đêm đã bắt đầu buông phủ, xin thái tử hồi cung kẻo thánh thượng trong chờ. Sa Nạch. Dạ. Sợ dĩ ta không vội quay về khi hoàng hôn vắng mắt lê thê, vì trông thấy nơi thành ngoại có một người đang nằm im bất động. Sa Nạch. Dạ. Người ấy là ai? Sao lại nằm nơi bán lỗ, trông có vẻ tồi tàn như thế? Thưa thái tử, kẻ ấy là... Là ai? Thưa thái tử, là một người đã chết. Một người đã chết? Mà chết là sao? Thưa thái tử, chết có nghĩa là hơi thở đã tắt và máu cũng đã ngừng trong huyết quản, không còn hay biết chi đến sự vật quanh mình. Có nghĩa là từ xác thân cho đến danh vọng bạc tiền đều bỏ lại trần thế để trở về cát bụi. Vâng. Thế còn ta, ta có chết không? Thưa thái tử, phàm hải có sanh thì có diệt, rồi đây thái tử cũng sẽ chết như bao nhiêu người khác ở cõi đời. Thôi Sa Nạch, ngươi đừng nói nữa, hãy cho Sa Mã quay về cung nội. Dạ còn thái tử. Ta sẽ ở lại đêm nay với trời sương giá buốt, để sao chia nỗi buồn đau thê thiết của lệ dân đang sống trong cảnh hầm hiu đói lành cơ. Từ bấy lâu nay ta sống ấm êm nơi điện ngọc cung vàng, ta những tưởng muôn người an cư lạc nghiệp, đâu có ngờ sự thật quá xót xa. Từ cửa nam nghe tiếng trẻ khóc tu qua, đến cửa bắc thì gặp một lão già qua, phía tây thấy người mang bệnh trầm kha, và giờ đây tâu thái tử, sanh lão bệnh tử là luật nhân hoàng, dù thái tử có đức độ thương dân cũng không làm sao đổi thay được sự sắp bài của tạo hóa. Sa Nạch ơi, đành rằng kiếp phù sinh luân hồi dâu về, nhưng ta nghĩ thân phận của ta cũng phải biết chia sớt nhau cay đắng ngọt bùi, trong khi lúa đầy kho để cho sâu một tí nhau đục bếp, thì Lê Thứ Bằng cùng thiếu gạo thiếu công, văn võ quần thần áo ấm chăn êm thì kẻ cùng đinh phải chịu cảnh cơ hàng giá lành. Một chuyến đi biết bao nhiêu thảm, thái tử ơi, cõi tạm nhân hoàng cuộc bể dâu, lão sanh bệnh tử lắm cơ cầu. Xa thân tông nguyện lìa cung cát, tầm ánh đạo vàng việc khổ đau. Thái tử
tử ơi, đức độ từ bi của Ngài như đại hải bao la đã làm cho thần hạ vô cùng cảm động. Thần xin cầu nguyện đứng từ bi cao cả nhận người làm môn đệ của Đức Di Đà. Nhưng trước khi thái tử bỏ lại sau lưng các ngọc lầu nhà, hãy hồi cung tấu tình lên chúa thượng về chiến du hành, được mắt thấy tai nghe để xin người công sức của kho đem chuẩn phát lúa ngô cho bằng dân lê thứ, dân chúng sẽ ngàn năm mang ơn thái tử và tin nơi trời Phật phù hộ cho muôn dân được lạc nghiệp thân bình. Thái tử, đã nửa khuya rồi sao chàng chưa yên nghỉ, lại ra đứng trước nguyệt lầu tứ lự, đưa mắt về tận nẻo trời xa. Công chúa, nàng đừng bận tâm đến sự thay đổi của ta, chỉ một thoáng buồn vui vơ chợt đến rồi cũng sẽ dối vàng tan biến. Nhưng thiếp muốn được cùng thái tử sớt chia nỗi buồn bấn quơ ấy. À, hay là chuyến du ngoạn chiều nay có gì không vừa ý thái tử chăng? Kìa, gói hành trang. Thái tử, tại sao thái tử định rời bỏ cung hoàng, xin cho thiếp hãng tường liên cơ. Công chúa ơi, công chúa ơi, tình nghĩa đôi ta đã hết rồi, hãy khóc cho vơi sầu mắt biết. Ta từ trong một buổi phôi. Sĩ đạt ta ơi, chàng định bỏ đi đâu khi tình ta còn sâu còn đơm, khi hương lửa yêu đương còn nhen nhúng mộng cung hoa. Hãy nói em nghe để cùng nhau chia sớt cái nỗi vui buồn, cuộc sống cao sang nơi cung vàng điển ngọc, bên người vợ hiền vẫn trọn đạo Tào Khang. Thiếp có lỗi lầm gì để chàng dẫn thiếp chăng? Hãy nói đi cho tâm tình cởi mở, để đêm nay dưới dần trăng sáng tỏ, thiếp tha tội với phù lang qua ân nghĩa vợ chồng. Công chúa ơi, chính ta mới là người có lỗi với nàng, trong nửa đêm dư quay hành trang đến trong khỏi cung hoàng, tìm chân ly cứu đời trong khổ ai. Thái tử ơi, con người ta mỗi kẻ đều có tăng phần đính thiếp, đang trọn hưởng sang giàu sao lại đi tìm khổ hạnh nơi núi thẳm rừng sâu. Cuộc sống nhân hoàng biết được bao lâu, nhờ ân đức nên thiếp duy chàng được cao sang nơi điển ngọc. Hãy trọn hưởng niềm vui cho đến ngày duyên mãn, kéo một mai này nuôi tiếp chuyển trầm gian. Thế gian còn nhiều tan tóc thê nương, biết đâu là nẻo ở lại với cung vàng điển ngọc, cho em hưởng giấc cùng nồng nghĩa vợ tình chồng tròn.
đã nguyện rồi công chúa ơi. Đem thân hỷ xà hiến cho đời. Đêm nay cũng phải đêm đi biệt, em khóc ân tình tan giờ thôi. Công chúa sợ gì ta bỏ ra đi đây, bởi sau một chiều du ngoạn ta đã thấy cảnh nhân sinh chịu lầm than trong dòng tư khổ. Mà giả từ bi bóng bưng khuân tê tay lệ tuôn dòng. Càng nhắc càng đau như xé ruột tan lòng. Chân cảnh cung son nên ta tìm khổ hành lê gót dầm trường tầm đạo tu tinh. Cuộc sống đương thời như án phù dân cõi nhân thế chỉ là cõi tạm, nên ta bỏ ra đi tìm một nơi vĩnh viễn cầu nguyện cho sinh linh thoát khỏi đọa tam đồn. Thiếp đã hiểu lầm đức độ của lang quân, xin tạ lỗi với thái tử vì ý nghĩ thấp hèn của một người dở hiền khờ gian. Sĩ đạt ta chàng ơi, buổi chia ly nào mà không tránh khỏi khổ đau, huống chi thiếp vì chàng đã mấy mùa thu nên duyên nợ. Dù nhớ thương cũng chỉ là nhỏ bé, đâu sánh bằng sự hy sinh cao cả của phu quân. Chàng đi rồi đem khép kín phần loan, xin cầu nguyện ngài đem cho chàng sống đắc thành chánh quả. Em chịu mất đi một tình yêu bé nhỏ để đổi lấy một tình thương nhân thế cho chàng. Nàng xứng đáng là hiền phú của ta, xin vĩnh biệt ta lên đường tầm đau. Chàng đi tìm ánh đạo vàng, giải thoát nhân hoàng qua bên.